Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3341 tôi phải giết ông Lão ta cười nói, đúng lúc tôi thiếu mấy người dò đường, may hai người rất phù hợp Lão ta đấm ra một đòn, A Bảo cùng Đường Tuấn lơ lửng Đại ma thần vừa nhìn về phía người khổng lồ xương trắng đang quỳ dạp dưới đất kia Cười lạnh nói, đúng lúc lấy nó làm bậc thang Tiếng nói vừa dứt chân trái của người khổng lồ xương trắng bỗng nhiên vỡ nát xương trắng tán lạc đầy đất. Ngón tay đại ma thần vung lên, ít xương trắng rơi tán loạn bay lên, bay lơ lửng trên khoảng trời giữa hồ. Cách một khoảng cách lại có một đoạn xương trắng, tạo thành một bạch thang xương trắng. Người khổng lồ xương trắng kêu gào thống khổ. Những mảnh xương trắng này giống như cơ thể có nó. Ha ha, nhưng mà mày cũng chỉ là vật bị người khác ép chết mà thôi. Đại ma thần bắt lấy đường tuấn, A Bảo và người khổng lồ xương trắng bay lên từ trong không gian. Lão ta dẫm lên đám xương trắng trên không trung, nếu bỏ qua việc lão ta dẫm lên đám xương trắng, cơ thể lơ lửng như là thần tiên. Trong mắt đường Tuấn và A Bảo cũng nổi bừng lửa giận. Thủ đoạn của đại ma thần quá tàn nhẫn. Khi đi đến bậc thang xương trắng cuối cùng, đại ma thần lại phá nát bắp đùi phải của người khổng lồ xương trắng. Xương trắng bay ra, lại tạo thành các bậc thang. Đại ma thần tiến về phía hang động ở trung tâm bằng cách này. Lão ta dường như có vẻ hơi sợ không gian này, cho nên lão ta mới dùng loại thủ đoạn này để giảm bớt nguy hiểm. Cuối cùng, chân tay và cơ thể của người khổng lồ xương trắng đều bị vỡ nát, biến thành từng mảnh xương trắng, tạo thành một bậc thang xương trắng. Đại ma thần đang nắm trong tay khối hắc thạch, biểu cảm trên mặt lão ta rất lạnh nhạt. Hắc thạch liên tục phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn hành động của đại ma thần giống như đang lột ra xé xác người giọng nói nức nở vang lên từ trong hắc thạch nó nói xin tha mạng đại nhân thật sự là một xác rưởi đại ma thần mỉm cười khinh thường rồi sau đó lão ta buông lỏng tay hắc thạch tuột xuống từ trong tay lão ta rơi một tiếng tõm xuống hồ nước làm xong tất cả mọi thứ đại ma thần vỗ tay trên mặt ông ta bày tỏ sự đắc ý tôi phải giết ông trong đôi mắt Đường Tuấn hừng hực lửa giận Đại Ma Thần nghe vậy ha ha cười lớn nói xin lỗi cậu không có cơ hội đấy đâu một lúc nữa cậu cũng trở thành đá dò đường của tôi mà thôi lão ta tung cơ thể dọc theo đoạn bậc thang làm bằng xương trắng cuối cùng rất nhanh Đại Ma Thần đi đến bậc thang làm bằng xương trắng cuối cùng đồng thời lão ta cũng đi phía trên hang động sâu thẳm những thứ này quả nhiên đều ở đấy chương 3342 thật sự là tình cảm thâm sâu. Đại ma thần nhìn vào trong hang động sâu thẳm, trên mặt lão ta nở một nụ cười. Đường Tuấn và A Bảo cũng nhìn về phía sâu thẳm hang động. Ven họ họ đứng lúc trước, chỉ có thể nhìn nhìn thấy một phần phía trên cùng của hang động sâu thẳm kia. Mà lúc này, bọn họ thấy rõ hơn. Họ chỉ thấy 10 cái xác chết không nguyên vẹn nổi linh bình trên bốn bức tường của hang sâu thách nước kia giống như thiên hà đổ xuống, một phần lực tác động vào 10 hài xác chết. Lực va chạm đáng sợ không phá hủy các xác chết, ngược lại khiến mấy xác chết càng mạnh mẽ hơn, tỏa ra một luồng kim quang. Nếu không phải vì mấy cái xác này thiếu sức sống, họ nhất định sẽ được coi là những người tu hành mạnh mẽ. Những thứ này là gì? Audio điện tử võ tấn bền. Trong lòng đường Tuấn chấn động, hầu hết chuyện xảy ra trong khe phong ma dường như đều nằm trong sự hiểu biết của lão ta. Hang động sâu thăm thẳm trước mắt còn 12 thi thể kia. Điều này có ý nghĩa gì? Đại ma thần cũng không vội vàng làm gì, mà đứng trên bậc thang xương trắng, lão ta nhìn xuống những thi thể bên dưới, cẩn thận quan sát. Một lúc sau, đại ma thần mỉm cười. Lão tay rạch ngón tay mình, cất ra một phần bậc thang làm bằng xương trắng dưới chân xương trắng mắt đi sức mạnh chống đỡ nhanh chóng đổ xuống. Khi đang đến gần chiếc hang động kia, một luồng kim quang bất ngờ bắn ra từ trong hang, cho đến khi chỉ còn lại bột. Trong huyệt động có một trận pháp mạnh mẽ bảo vệ. Quả nhiên như vậy. Đại ma thần cười càng rực rỡ. Lão ta bỗng nhiên nhìn về phía đường Tuấn và A Bảo nói, đến lúc các anh lập công vì tôi rồi. Đường Tuấn và A Bảo đồng thời rơi xuống hang động. A Bảo vốn dĩ còn muốn biến thành bản thể bảo vệ Đường Tuấn, nhưng Đường Tuấn bỗng nhiên nói với nó, đừng làm bậy. Anh nắm lấy A Bảo. Thật sự là tình cảm thâm sâu. Đại Ma Thần thấy vậy, lão ta không kiềm được cười khẩy nói. Đoang đoang. Những ngọn đèn vàng đồng thời bắn ra từ trong hang sâu, trước mắt hai người Đường Tuấn và A Bảo chỉ còn lại một luồng kim quang. Chương 3343 A Bảo ngạc nhiên nhìn Đường Tuấn chợt lão ta đưa tay tóm lấy một trong những xác chết đó. Mà lúc này, dưới kim quang ban phá đường Tuấn và A Bảo biến mất khỏi tầm mắt của Đại Ma Thần. Ở sâu trong huyệt động, Đại Ma Thần dẫm lên nửa cây xương trắng, đứng trong hư không. Phía dưới anh ta, kim quang lóe sáng, mỗi một tia kim quang đều phát ra dao động năng lượng khiến lòng người giật mình. Nhưng dường như những kim quang này bị ngăn cách trong phạm vi nhất định bên ngoài cơ thể Đại Ma Thần, căn bản không thể chạm đến anh ta. Một bàn tay của đại ma thần máu tươi đầm đìa, trong tay còn có vài hốc máu. Lúc này đang dựa vào sinh cơ cường đại của bản thân anh ta, chậm rãi khép lại. Tốc độ khép lại rất thông thả, hiển nhiên vết thương cũng không nhẹ. Nhưng đại ma thần lại không chút để ý, trên mặt vẫn tươi cười nhàn nhạt, nhạt, lúc trước, 12 đệ tử của chủ phong ma đều là thể chất đặc thù, thực lực đạt tới thần quân đỉnh cấp. Trước khi chủ phong ma chết, đã giết chết 12 đệ tử để bọn họ chôn cùng mình bảo hộ thân xác của mình sau khi chết. Không ngờ lại thành toàn cho ta. Anh ta càng cười càng lớn tiếng, lẩm bẩm truyền thuyết nói trận pháp chủ phong mà bố trí có thể giết chết người tu luyện dưới tôn giả, hiện giờ xem ra có chút nói quá. Ta mới chỉ ném hai viên đá dò đường vào, bị thương một chút, đã có được một bộ thi thể dễ như trở bàn tay. Trên một bàn tay khác của anh ta là một bộ thi thể cao 2 mét. Thi thể này ngoại trừ bị đứt một cánh tay, những chỗ khác đều hoàn hảo không tổn hao gì. Đôi mắt nhắm chặt, biểu tình cực kỳ bình tĩnh, không giống người chết đã lâu, ngược lại càng giống một người đang ngủ say. Vậy mà là đao quân cụt một tay, xem ra vận may của ta không tệ. Đại ma thần khống chế thi thể này, tinh tế đánh giá trên mặt đắc ý. Anh ta lấy trưởng làm đao, bổ vào mặt ngoài thi thể, vậy mà chỉ để lại một vết xước trắng, mà vết xước cũng biến mất rất nhanh không thấy. Cảnh tượng này làm trong lòng đại ma thần chấn động. Đao quân cụt tay, lúc còn sống cũng có tu vi ngang hàng đại ma thần, danh chấn tinh hải. Sau khi chết đi lâu năm, dường như thân thể đao quân cụt tay càng thêm kiên cường. Đại ma thần kinh ngạc cảm thán nói, nếu thí nghiệm thành công, cổ ma tộc ta sẽ nhiều thêm một vị đại ma thần. Một vị ma thần như vậy, thậm chí có thể địch nổi chu tước thần quân. Lúc lâu sau, sâu trong huyệt động dần bình tĩnh trở lại, không còn phóng ra kim quang. Ánh mắt đại ma thần tham lam nhìn về phía 11 cỗ thi thể khác trong động. Vốn cho rằng huyệt động sẽ rất nguy hiểm, thậm chí đại ma thần cũng đã chuẩn bị tốt sẽ bị trọng thương. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng kết quả lại khác xa với tưởng tượng của anh ta, vết thương của anh ta gần như có thể coi như không có. Chuyện này khiến tâm tư trong lòng đại ma thần lập tức xoay chuyển. Nếu có thể đạt được thêm một khối thi thể, vậy thật tốt quá. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, đã không thể ức chế. Nhưng đại ma thần vẫn cẩn thận, dù sao cũng vừa mới kích phát trận pháp trong huyệt động, lúc này không nên ra tay lần nữa. Anh ta quyết định chờ một lát rồi nói. Hi hi, nếu trận pháp đã yếu đến trình độ này, nói không chừng ta có thể lấy cả 12 cỗ thi thể đi. Đại ma thần càng thêm bành trướng, tươi cười vô cùng sán lạn. Tưởng tượng đến khả năng này, anh ta cảm thấy ma sinh của mình vô cùng sáng giỏi. Mà bên kia, đường Tuấn và A Bảo không ngừng rơi xuống chỗ sâu trong huyệt động. Huyệt động dường như không có đáy, chỉ có u ám vô tận. Động xanh trong huyệt động vậy mà lại là nước chảy, dường như bị lực lượng nào đó hạn chế, chỉ có thể chảy trong phạm vi động bích, khiến cho đường Tuấn và A Bảo tạm thời an toàn. A Bảo ngạc nhiên nhìn đường Tuấn. Vừa rồi, tuy những kim quang đó oanh kích trên người bọn họ, nhưng khi chạm vào bọn họ, giữa mày đường Tuấn bỗng nhiên lập lè một trận hào quang, sau đó kim quang mang theo uy năng đáng sợ đã tự động tiêu tán. Trong lòng Đường Tuấn cũng có chút kinh ngạc, anh không ngờ tới ở thời khắc mấu chốt, Hỗn Độn Thần Văn lại tự động xuất hiện, cứu anh và A Bảo một mạng. Anh nhìn không gian sâu thẳm phía dưới, từ khi rơi xuống không gian này, cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt với một nửa Hỗn Độn Thần Văn kia. Một bộ phận Hỗn Độn Thần Văn khác ở ngay phía dưới. Chương 3344 Chủ phong ma vậy mà còn sống không biết qua bao lâu đường tuấn và a bảo cảm giác thân thể dường như xuyên qua một tầng lá chắn vô hình không tiếp tục rơi xuống nữa một người một chó lơ lửng trong một mảnh không gian thật lớn ánh sáng trong không gian này không quá trói mắt cho người ta một loại cảm giác ôn hòa nhưng ở vị trí trung tâm không gian một người lẳng lặng lơ lửng đó là một người đàn ông có khuôn mặt già cả ông ta nằm thẳng đôi tay khép lại đặt ở bụng dường như đang ngủ một người một chó đều bị hoảng sợ đường tuấn nháy mắt khẩn trương hỗn độn thần văn giữa mày kinh hoàng cảm ứng chỉ thẳng vào người đàn ông kia từ khi tiến vào khi phong ma hỗn độn thần văn đã chỉ dẫn anh mà hiện tại hỗn độn thần văn tha thiết ước mơ ở ngay trước mắt a à, bảo kinh nghi nói chẳng lẽ tên này chính là chủ phong ma theo các loại chuyện một đường phát sinh Đường Tuấn và A Bảo đều suy đoán chủ phong ma này nhất định là nhân vật thật lâu trước kia, thực lực thông thiên. Nhưng dù là thần quân cũng có lúc thọ nguyên đi đến cuối, nếu chủ phong ma còn sống đến bây giờ, không khỏi thật là đáng sợ. Ánh mắt nhãi con không tồi, đúng là lão phu. Vừa dứt lời, trong không gian này đã vang lên một thanh âm hài hước. Lão già lơ lửng giữa không gian kia bỗng nhiên ngồi dậy, sau khi ông ta ngồi thẳng nửa người trên, hai mắt nhắm chặt đột nhiên lóe sáng lên đường tuấn và a bảo đều không nhịn được nhắm hai mắt lại chờ đến khi bọn họ khôi phục thị giác lão nhân đã chắp hai tay đứng ở trong hư không miệng a bảo mở lớn trong lúc nhất thời không nói ra lời chủ phong ma vậy mà còn sống đây tuyệt đối là một tin tức kinh thiên đường tiểu tử chúng ta giọng nói a bảo run rẩy tuy đường tuấn kinh ngạc nhưng thần sắc vẫn coi như bình tĩnh Chủ phong ma rất vừa lòng với biểu hiện của A Bảo, nhưng khi ông ta nhìn về phía đường Tuấn, mày không khỏi nhíu lại, nói, người vậy mà không sợ ta. Đường Tuấn nói, không có gì để sợ, ông cùng lắm chỉ là một hòa tử nhân, có lẽ còn giữ lại một phần chiến lực lúc còn sống, nhưng cũng có hạn. Nếu tôi không đoán sai, chỗ khe phong ma này bị ông bố trí thành một đại trận, lợi dụng cây vong linh và người khổng lồ xương trắng cắn nuốt sinh cơ của người khác, tích tụ lại, muốn sống lại lần hai. Chủ phong ma hơi giật mình, chợt cười nói, thực lực của ngươi tuy nhỏ yếu, nhưng ánh mắt không tồi, mưu kế của lão phu, ngươi lại đoán đúng hơn phân nửa. Không hổ là người sở hữu hỗn độn thần văn, ta cũng có chút không nỡ giết ngươi. Đường Tuấn thầm kêu một tiếng quả nhiên, anh có thể tiến vào không gian này vì hỗn độn thần văn, chủ phong ma đương nhiên cũng có thể vì hỗn độn thần văn mà thức tỉnh. Một phù văn huyền diệu chậm rãi hiện lên từ trên đỉnh đầu chủ phong ma, đúng là hỗn độn thần văn vẫn luôn hấp dẫn đường tuấn. Ánh mắt chủ phong ma si mê nhìn hỗn độn thần văn, nói, hỗn độn ảo diệu, người lại có thể lĩnh hội ít nhiều. Sinh tử, cuối cùng đều sẽ quy về hỗn độn, không thể tưởng được hỗn độn thần văn ta tìm kiếm một đời, mãi đến sau khi chết mới xuất hiện trước mặt ta. Nhưng cũng không muộn, có hỗn độn thần văn hoàn chỉnh, ta tất nhiên có thể sống lại lần nữa. Trường 3345 là cái gì? một trận tiếng vang kịch liệt bỗng nhiên truyền đến từ phía trên sắc mặt chủ phong ma trầm xuống ngưng ra một hình chiếu pháp lực từ hình chiếu vừa lúc có thể nhìn thấy cảnh tượng đại ma thần đối kháng với những kim quang đó ở ngoài đại ma thần rất kiêu ngạo vừa đánh loạn còn vừa cười to ha 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 trận pháp chủ phong ma bày ra cũng chỉ như vậy sao cổ ma tộc tìm chết ánh mắt chủ phong ma lạnh lẽo sát khí xuất hiện trong mắt Trước đó vì lo lắng quá mạnh, động tới người sở hữu hỗn độn thần văn, cũng chính là đường tuấn. Cho nên chủ phong ma giảm uy lực của trận pháp đến chỉ còn một phần trăm. Không nghĩ tới ngược lại khiến cổ ma tộc bên ngoài kiêu ngạo như thế. Đặc biệt là khi chủ phong ma nhìn thấy đao quân bị đại ma thần khống chế trong tay, sát khí trong mắt càng thêm lạnh. Hỗn độn thần văn hoàn chỉnh có thể để ông ta sống lại lần hai, mà 12 đệ tử có thể khiến ông ta sống lại lần hai còn mạnh mẽ hơn đời trước, Đạt tới một cảnh giới mới, thiếu một cái cũng không được. Từ khi nhận 12 đệ tử, chủ phong ma đã chờ một ngày này, có thể nói đã mưu kế mấy chục vạn năm. Mà hiện tại, một đại ma thần cổ ma tộc lại dám phá hư kế hoạch của hắn. Đúng là trong núi không có hổ, con khỉ xương đại vương. Lúc trước ta giết không ít đại ma thần cổ ma tộc, xem ra cổ ma tộc đã quên ta. Chủ phong ma cười dữ tợn không thôi, ông ta đã quyết định không cho đại ma thần rời đi. Còn cách chết, ông ta đã lựa chọn mấy trăm loại cho đối phương. Tạm thời áp lửa giận trong lòng xuống, Chủ Phong Ma nhìn về phía Đường Tuấn, cười lạnh nói, không có thời gian chơi với ngươi. Nếu ngươi đã mang hỗn độn thần văn đến trước mặt ta, sao ta có thể không thu? Thân hình ông ta động, xuất hiện trước người Đường Tuấn. Bàn tay mở ra, đánh về phía Đường Tuấn. Chủ Phong Ma đã sớm nhìn ra trong cơ thể Đường Tuấn rỗng tuếch, ngay cả tâm phòng bị cũng không có dù đường tuấn thực sự có tu vi trong người chủ phong ma cũng sẽ không tha ông ta là ai ông ta là chủ phong ma pháp lực thông thiên năm đó là sự tồn tại địch nổi cả tôn giả nhất định phải sống lại lần nữa trở thành đá kê chân của ta đi chủ phong ma cười to nói vô thành vô tức bàn tay chủ phong ma đã túm được hỗn độn thần văn của đường tuấn pháp lực cường đại bùng nổ đang chuẩn bị luyện hóa hỗn độn thần văn nhưng vào lúc này một hơi thở không thể miêu tả bỗng nhiên bùng nổ từ trên người đường tuấn trước mặt cỗ hơi thở này chủ phong ma cảm thấy run sợ trong mắt hoảng sợ ông ta không cách nào nhúc nhích dường như có một cỗ lực lượng đang trói chặt ông ta là cái gì trong lòng chủ phong ma điên cuồng hét lên pháp lực của chủ phong ma ngưng tụ trong hai mắt thi triển đại thần thông nhìn quét qua phía đường tuấn khi ánh mắt ông ta dừng trên đan điền đường tuấn thân thể bỗng nhiên run rẩy thất thanh nói, đây là cái gì? Dấu vết của căn nguyên tiên khí sao? Ông ta bỗng nhiên la hoảng lên, nói với đường Tuấn, a a à, ta từ bỏ hỗn độn thần văn, ta cho người hỗn độn thần văn. Ánh mắt mang theo khẩn cầu, vòng tròn thần bí lại khiến chủ phong ma lộ ra dáng vẻ không chịu được như thế. Đây là chuyện đường Tuấn trăm triệu lần không ngờ tới. Đối mặt với thỉnh cầu của chủ phong ma, đường Tuấn chỉ có thể lắc đầu, nói, xin lỗi. Cái gì? Chủ Phong ma ngơ ngẩn. Một lực hấp dẫn đáng sợ bùng nổ từ trên vòng tròn thần bí. Chủ Phong ma cảm thấy lực lượng nhanh chóng sói mòn, toàn bộ hùa vào trong vòng tròn thần bí. Ông ta muốn giãy dụa, lại dường như không thúc giục được pháp lực. Chỉ có thể tùy ý để tất cả phát sinh, đồng thời oán độc nhìn Đường Tuấn. Chương 3346 khiến hắn ta phải trả giá đại giới. Giờ khắc này, Đường Tuấn mới cảm nhận được sự cường đại của vòng tròn thần bí ngay cả loại người pháp lực thông thiên như chủ phong ma cũng cắn nuốt được nhưng cũng không nhất định dù sao chủ phong ma cũng xem như người đã chết tuy hiện giờ sống lại ngắn ngủi nhưng chỉ sợ cũng không giữ lại nhiều pháp lực tiên khí sao đường tuấn hơi trầm ngâm vừa rồi chủ phong ma nói vòng tròn thần bí là tiên khí chuyện này khiến cho trong lòng đường tuấn cảnh giác tốc độ cắn nuốt của vòng tròn thần bí rất nhanh không lâu sau đã cắn nuốt lực lượng không biết đã tích lũy bao năm của chủ phong ma không còn chút nào. Chủ phong ma vốn là một lão già tiêu tụy, sau khi mất lực lượng, ông ta dường như chỉ còn lại da bọc xương. Khi vòng tròn thần bí không còn giam cầm ông ta, chủ phong ma nặng nề thở dốc, không ngừng ho khan, dường như hô hấp cũng cực kỳ khó khăn. Ngón tay khô khốc của ông ta chỉ vào đường Tuấn, nói, ngươi làm cái gì với ta? Khi nói chuyện, thân thể chủ phong ma bắt đầu biến mất. Từ cánh tay ông ta, giống như băng tuyết dưới ánh mặt trời, bắt đầu tan rã. Cái đồ trời đánh nhà ngươi, dám hú lão phu, lão phu hận. Nói xong câu cuối cùng, chủ phong ma đã hoàn toàn biến mất trong không gian này. Một lúc lâu sau, A Bảo mới không thể tin được nói, nhóc đường, lão giả biến thái kia thật sự đã chết. Đường Tuấn chậm rãi gật đầu, cũng giống như vừa ở trong mộng chủ yếu là tất cả mọi chuyện phát sinh quá ly kỳ. Nhóc Đường, cậu không sao chứ?" A Bảo Quan Tâm hỏi. Đường Tuấn cười nói, "Không sao, tôi rất tốt, tu vi đã khôi phục." Sau khi vòng tròn thần bí cắn nuốt lực lượng của chủ phong ma, cũng bắt đầu cung cấp lực lượng ngược lại cho Đường Tuấn, khiến anh lần nữa khôi phục thần quân cảnh trung kỳ. Tiếc nuối duy nhất chính là tiểu thế giới không khôi phục, mà Hận Thiên cũng đã biến mất khi anh ngưng thần nhìn về phía vòng tròn thần bí bỗng nhiên phát hiện trên vòng tròn thần bí có thêm một tia sọc tia sọc kia cho anh một cảm giác quen thuộc giống với hơi thở trên người hận thiên hận thiên vậy mà lại thành một tia căn nguyên trên vòng tròn thần bí tuy so với những dấu vết khác tia căn nguyên này còn rất nhỏ yếu nhưng lại là tồn tại chân thật chỉ là ở trước mặt ba tia căn nguyên mạnh mẽ khác tia căn nguyên này có chút sợ hãi chỉ chiếm một phần rất nhỏ của vòng tròn thần bí Đường Tuấn không khỏi bật cười, cho dù hóa thành phí tổn nguyên, bản tính của hận thiên vẫn không thay đổi. Trừ cái này ra, hỗn độn thần văn hoàn chỉnh lơ lửng trên vòng tròn thần bí, chiếu dọi ánh sáng xuống, dung nhập vào trong vòng tròn thần bí. Ta à, bảo không cách nào lý giải, nhưng đường Tuấn khôi phục tu vi tóm lại là chuyện tốt. Âm âm âm, từng đợt oanh kích lại một lần nữa truyền từ bên ngoài tới. Không cần nghĩ cũng biết nhất định là đại ma thần đang mạnh mẽ phá trận nhóc đường hiện tại chúng ta làm gì bây giờ ta bảo dò hỏi đường tuấn dùng mình sát khí lành lạnh nói khiến hắn ta phải trả giá đại giới tuy tu vi của anh đã khôi phục nhưng còn chưa phải đối thủ của đại ma thần nhưng sau khi vòng tròn thần bí cắn nuốt chủ phong ma đường tuấn cũng tiếp thu ký ức của chủ phong ma có thể bước đầu khống chế đại trận trong khe phong ma này khi chủ phong ma xuất thế đám người đường tuấn từng đi qua ma địa chương 3347 nên lấy cái nào trước đây? Một hồi sau, người con trai trẻ tuổi thở dài, nói, nơi này quả nhiên không thể đột phá đến cảnh giới tôn giả, xem ra còn phải tới thế giới hỗn độn kia trước mới được. Sao xạc? Nước thái cổ trong ao hồ lại sôi trào lần nữa, cuối cùng nạp toàn bộ vào trong cơ thể người con trai trẻ tuổi. Ao hồ cất chứa không biết bao nhiêu nước thái cổ này khô cạn, lộ ra đáy hồ. Ở đáy hồ, lại là vô số thi hài xương trắng. Người con trai trẻ tuổi thấy thế, ánh mắt hờ hứng, vung tay lên, một làn gió nhẹ xuất hiện. Gió nhẹ phất qua, toàn bộ thi hài xương trắng dưới đáy hồ đều biến thành bột phấn. Hai cốt của thần quân với anh ta mà nói cũng không khác gì cành khô. Người con trai trẻ tuổi nhìn về phía nào đó, nói, phong ma, người cũng mau suốt thế đi. Hi hi, xem xem trong chúng ta, ai có thể bước ra một bước trước khi nói chuyện thân hình người con trai trẻ tuổi dần biến thành hư ảnh biến mất ở tại chỗ khe phong ma bên ngoài huyệt động sâu thẳm đại ma thần biên cuồng công kích đại trận kim quang thân hình tung hoành như bay bóng dáng mơ hồ tuy uy lực và tốc độ của kim quang đều cực kỳ đáng sợ nhưng trong lúc nhất thời lại không thể chạm tới thân thể hắn ta ha 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 đại trận phong ma bày ra cũng chỉ có thế mà thôi cũng là có tiếng không có miếng nếu ta sinh ra sớm mấy vạn năm, đã không có chuyện của Phong Ma. Đại Ma Thần càng thêm đắc ý, ngay vừa rồi, hắn ta cảm thấy dường như uy lực của đại trận kim quang này lại yếu hơn một chút, hắn đương nhiên cho rằng là do mình công kích. Ở dưới đáy của huyệt động sâu thẳm, Đường Tuấn và A Bảo nhìn thấy một màn này, không khỏi cười. Tên này đúng là ngông cuồng không có giới hạn, vừa rồi khi chủ Phong Ma xuất thế, thực lực còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng loại hơi thở này tuyệt đối phải mạnh hơn đại ma thần hiện giờ rất nhiều. So với chủ phong ma, đại ma thần cùng lắm chỉ là một đứa trẻ tập tễnh đi đường mà thôi. Nhóc đường, cậu định hố hắn ta như thế nào?" Ta Bảo cười hỏi. Đường Tuấn cười lạnh nói, "Cậu cứ chờ xem." Đại ma thần suýt chút nữa hại chết anh, thù này nếu không báo, thật sự khó tiêu oán hận trong lòng. Đại ma thần đang dốc toàn lực đối kháng với đại trận kim quang. Hắn ta cảm thấy không lâu nữa, đại trận kim quang nhất định sẽ bị hắn ta công phá. Đúng lúc này, uy lực của đại trận kim quang bỗng nhiên hạ thấp rất nhiều. Đại ma thần nao nao, chợt cười ha ha, ha ha ha. Phòng ma cũng chỉ như vậy thôi, ta còn tưởng rằng trận pháp nát này có thể kiên trì thêm một hồi. Lão phu mới vừa làm nóng người mà thôi, thật là đáng tiếc. Đám thi hài này đều là của ta. Trong tiếng cười lớn, thân hình đại ma thần nhảy vào đại trận kim quang nhanh như tia chớp. Thân hình hắn ta như núi, phối hợp với từng trận tiếng cười to, thật sự không hổ với danh xưng đại ma thần. Chỉ trong nháy mắt, đại ma thần đã đi tới nơi cao ngang 11 cỗ thi hải kia. Ánh mắt tham lam đánh giá đám thức hải bị tế luyện mấy chục vạn năm tháng, đôi mắt đại ma thần tỏa sáng, giống như đứa bé thấy được món đồ chơi yêu thích. Đều là của ta, có đám thi hài này, ta sẽ trở thành đại ma thần đứng đầu cổ ma tộc, tương lai trở thành tôn giả cũng không phải không có khả năng." Đại ma thần lẩm bẩm. Giờ phút này, hắn ta tràn ngập mơ màng vô tận với tương lai. Nên lấy cái nào trước đây? Chương 3348 không thể không nói, đại ma thần quá thảm. Đại ma thần bỗng nhiên rối rắm, có đôi khi lựa chọn quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Chọn người đi đại ma thần bỗng nhiên nhìn về phía một thi hài người con gái trẻ tuổi dáng người thước tha nói đây hẳn là đệ tử lý hồng trần của phong ma năm đó đáng tiếc cho một thế hệ giai nhân thành bộ xương khô bàn tay hắn ta chụp vào cỗ thi hài kia ánh mắt đường tuấn dưới đáy huyệt động hung ác chính là hiện tại tâm niệm anh vừa động lý hồng trần trước mặt đại ma đầu bỗng nhiên mở hai mắt trong con người mỹ lệ không chút cảm xúc vô cùng lạnh nhạt Tay đại ma thần khựng lại trên đường đi, không dám tiếp tục rũi lên phía trước. Không chỉ Lý Hồng Trần, 10 cỗ thi hài khác cũng cùng khắc mở hai mắt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú vào đại ma thần. Ở phía trên huyệt động, Đao Quân cụt một tay cũng mở hai mắt, vô hình chặn đứng đường lui của đại ma thần. Này. Đại ma thần bỗng nhiên cảm thấy thân thể có chút rét run, có loại cảm giác bị hố. Vừa rồi đại trận kim quang yếu bớt, căn bản chính là một cái bẫy nhãi con cổ ma tộc, người rất ngông cuồng sao, để cho mấy đệ tử của lão phu gặp ngươi, 12 bộ thi hài đồng thời mở miệng. Chủ phong ma, hàm răng đại ma thần run lên. Giết! 12 cỗ thi hài đồng thời trượt quát một tiếng, xông về phía đại ma thần. Đặc biệt là Lý Hồng Trần cách đại ma thần gần nhất, tay không đánh ra một mảnh xương khói màu hồng phấn, có thể ăn mòn cả hư không. Đại ma thần hơi không chú ý, đã bị xương khói dính lên trên người, một mạnh máu thịt lập tức bị ăn mòn rớt. Loại ăn mòn này gần như là vĩnh viễn, dù là đại ma thần, trong lúc nhất thời cũng không thể khôi phục. Không thể không nói, đại ma thần quá thảm. 12 cỗ thi hài, đều là thể chất đặc thù, tu vi lúc sinh thời cũng không yếu hơn hắn ta. Cho dù hiện giờ không cách nào phát ra toàn bộ thực lực, nhưng 12 người liên thủ, uy thế vẫn là kinh thiên động địa. Đao mang, kiếm mang, các loại pháp thuật oanh tạc không gian trong huyệt động đóng băng, bao trùm toàn bộ đám người ở trong. Không bao lâu sau, đại ma thần lại lần nữa bay lên trên không trung huyệt động. Chỉ là hắn ta lúc này quá chật vật, không còn thái độ bá đạo như lúc trước. Cả người máu tươi đầm đìa, ngực có thêm hai lỗ máu lớn nhỏ to bằng nắm tay. Một cỗ hơi thở thối nát quấn quanh nửa người dưới. Đại ma thần còn không ngừng nôn ra máu, trong máu lẫn màu xám. Trong huyệt động, 12 cỗ thi hài đứng lạnh lùng, Lão già này quả nhiên có vốn liếng để kiêu ngạo, bị nhiều người vây công như vậy mà vẫn còn bất tử. A à, bảo dưới đáy huyệt động hùng hùng hổ hổ nói. Trong lòng Đường Tuấn cũng hơi trầm xuống, đại ma thần quả thực rất mạnh. Nếu một đối một, anh hiện giờ tuyệt đối không phải đối thủ của đại ma thần. Tiểu bối cổ ma tộc, còn muốn tiếp tục không? 12 thi hài đồng thời mở miệng. Đại ma thần tức giận đến thân thể run lên, thân là đại ma thần cổ ma tộc lại bị người ta luôn mồm gọi tiểu bối, thật sự là tức chết ma. Nhưng tưởng tượng đến trận chiến vừa rồi, hắn ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi để chạy ra, hắn ta đã trả giá rất lớn, nếu còn tiếp tục chiến đấu, rất có khả năng hắn ta sẽ chết ở chỗ này. chương 3349 là các người. Sau khi xác định đại ma thần bị thương đã bỏ trốn, đường Tuấn và A Bảo mới thở vào một hơi nhẹ nhõm. Tên nhóc đó quả thực là người mạnh trong đám ma thần kia, tính mạng quá cứng. A Bảo không nhịn được mà cà khịa một câu. Đường Tuấn cực kỳ tán đồng, những tồn tại ở cấp bậc đồ cổ giống như ma thần nữa, đã từng sống không biết bao nhiêu năm tháng, thủ đoạn vô số, không thể dễ dàng hố chết anh ta như thế được. Bên trong mắt anh có ý lạnh chấp động, trầm giọng nói, "Hừ. Lần này không hố chết anh ta, sau này cũng vẫn còn rất nhiều cơ hội." Lúc này đại ma thần hoảng sợ như chó nhà có tang, đang khẩn cấp chạy trốn, bỗng nhiên hắt xì một cái rõ vang, mắng tên quỷ quái nào dám trốn sau lưng tính kế lão phu. Tốc độ của anh ta cực kỳ nhanh, thậm chí còn mạo hiểm mà thi triển chiêu thần thông nhất, ở trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn mà trốn vào sau khe phong ma. Còn về đám ma thần huyết thương khung còn ở lại trong khe phong ma lại bị anh ta quên đi mất. Nhóc đường, lần này cậu đã có được 12 cỗ thi hài này rồi, sau này chẳng phải là sẽ có thể nghênh ngang mà đi hay sao. A à, Bảo nhìn 10 cỗ thi hài lấp lánh ánh sáng màu vàng kim, trong mắt cũng toát ra ánh sáng lung linh. Thực lực của 12 cỗ thi hài này, vừa rồi nó đã được chứng kiến rất rõ ràng rồi, chắc chắn là nằm trước top 10 trong bảng thần quân. Đường Tuấn lắc lắc đầu, nói, không đơn giản như vậy. Vừa rồi tôi có cảm nhận được ở giữa những cỗ thi hài này có một tia sự sống. Trong không gian ở chỗ này, tôi còn có thể khống chế được bọn họ. Những một khi rời khỏi nơi này, tôi sẽ không chỉ huy được bọn họ nữa. Có lẽ có một ngày nào đó, bọn họ sẽ hoàn toàn sống lại. A à, Bảo khiếp sợ nói, không có khả năng chứ. Chủ nhân của khe phong ma là do có hỗn độn thần văn cho nên thần hồn và thân thể mới có thể được bảo tồn nguyên vẹn. Mà 12 cỗ thi hài cũng không có được hỗn độn thần văn, sao có thể sống lại đây chứ? Đường Tuấn nhớ tới chủ nhân của phong ma có nói sinh tử, quy về hỗn độn, có lẽ vào thời điểm mà chủ nhân của phong ma hấp thụ năng lượng từ 12 cỗ thi thể, 12 cỗ thi thể cũng đã chịu sự ảnh hưởng từ hỗn độn thần văn rồi. Thực lực khôi phục, đường Tuấn nhanh chóng chữa trị cho vết thương của A Bảo trước. Rồi sau đó, một người một chó tìm tói một hồi ở trong khoảng không gian này, sau khi không phát hiện ra bất cứ món bảo vật nào, đành phải từ bỏ. Có điều cũng đã thu hoạch được hoàn chỉnh hỗn độn thần văn, Thu hoạch của chuyến đi này vẫn xem là ổn. Nhóc đường, có phải chúng ta còn quên chuyện gì chưa làm phải không? À bảo cười giữ tợn một tiếng. Trong đôi mắt của đường Tuấn cũng xuất hiện sát ý. Tuy rằng anh không có cách nào khống chế hoàn toàn 12 cỗ thi hài, thế nhưng muốn khống chế bạch cốt sơn và vong linh thụ ngoài kia lại không phải là chuyện gì khó cả. Bên trong toàn bộ bạch cốt sơn, huyết thương khung dẫn theo mấy ma thần khác đang nghỉ ngơi bọn họ bị những bộ xương trắng khổng lồ đó truy kích trong thời gian mấy ngày trong lúc bị truy kích chiến đấu một ma thần đã chết còn trên người những ma thần khác đều có vết thương ngay cả huyết thương khung cũng bị thương không nhẹ đáng chết đừng để cho tôi đụng phải bọn họ bằng không nhất định phải đánh chết bọn họ huyết thương khung phẫn nộ không thôi mới tưởng tượng đến dáng vẻ của đường tuấn và a bảo anh ta đã hận đến nghiến răng nghiến lợi ui chu choa mạ ơi Vị ma thần đại nhân này muốn đánh chết ai vậy nhỉ? Một giọng nói hài hước vang lên. Đường Tuấn và A Bảo đi ra từ phía sau bạch cốt đại sơn. Là các người. Huyết thương khung thấy một người một chó, lửa giận trong mắt sân trào lên, nói các người vậy mà lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, tự tìm cái chết. Trường 3350 đại nhân huyết thương khung. Những ma thần khác cũng lộ ra sát ý, tổng những ma thần còn sống sót cộng với một huyết thương khung là 6 người, thực lực của mỗi người đều không yếu, kém cỏi nhất cũng đã đạt tới cảnh giới thần quân trung kỳ cấp số, sao có thể đặt Đường Tuấn và A Bảo ở trong mắt chứ? Phải biết rằng không lâu trước đây, Đường Tuấn và A Bảo chính là đối tượng mà bọn hắn muốn đuổi giết. 6 thần quân vây thành một vòng tròn, phòng ngừa trường hợp Đường Tuấn và A Bảo chạy trốn. A Bảo lộ ra thần sắc sợ hãi, nói có bản lĩnh thì chiến đấu một mình đi chứ, huyết thương khung cười lạnh nói sáu người chúng ta một mình đấu với hai người các ngươi a bảo nói mấy người đây là muốn lấy thịt đè người huyết thương khung cười ha hả nói bọn ta chính là muốn lấy thịt đè người đấy các ngươi có thể thế nào chứ nếu như cảm thấy không phục vậy hai người cũng có thể gọi thêm người tới trước đó không phải hai người mấy người đã sai khiến người khổng lồ xương trắng đuổi giết bọn ta hay sao đến đây đi huyết thương khung cảm giác nỗi buồn bực không tả nổi tích tụ bấy lâu nay đang được phát tiết triệt để, trong lòng rất là thoải mái. Đây chính là do anh nói đấy nhé. Trong mắt của A bảo xoay chuyển, hai chân sau lập tức dựng thẳng lên, hai chân trước thì kết thủ ấn, quát người khổng lồ xương trắng nghe lệnh của ta. Huyết thương khung và mấy tên ma thần thấy thế, không khỏi cười ha hả, chào phúng mà nói cậu cho rằng bản thân thực sự chủ nhân của phong ma hay sao. Anh ta cũng biết trước đó Đường Tuấn và A Bảo có thể sai xử người khổng lồ xương trắng đuổi giết bản thân hắn là do tính toán kỹ càng mà thôi. Nhưng loại trùng hợp này sao có thể lần nào cũng có chứ? Nhưng Huyết Thương Khung vừa dứt lời, mặt đất đã trở nên chấn động. Từng tòa Bạch Cốt Sơn ở xung quanh giống như đã phải chịu sự chịu hồi vậy, từng tòa đứng thẳng lên. Trong nháy mắt, từng tòa Bạch Cốt Sơn biến thành một đám người khổng lồ Bạch Cốt. Đại nhân Huyết Thương Khung năm tên ma thần khác bắt đầu về lùi về phía sau ánh mắt cầu cứu mà nhìn về phía huyết thương khung huyết thương khung cũng trở nên run rẩy cả hai chân hận không thể vả vỡ cái miệng rộng của bản thân cái miệng này của bản thân quá quạ đen rồi bốn phía đều là người khổng lồ xương trắng mấy người huyết thương khung vốn dĩ không có chỗ nào mà trốn có bản lĩnh thì chiến đấu một mình đi huyết thương khung dùng sắc mặt xanh mét mà hét lên a à, bảo cười nói được thôi một mình bọn họ đấu với năm người mấy người, đánh đến gần chết mới thôi cho ta. Âm ầm ầm nhóm người khổng lồ xương trắng bắt đầu công kích, khác với những đòn công kích lộn xộn khi đuổi giết mấy người huyết thương khung lúc trước, lần này công kích rất có tính tiết tấu và mục đích. Mấy người huyết thương khung ngay cả cơ hội trốn đi cũng không có. Cuối cùng, thân thể của sáu tên ma thần bị đóng thành băng, hóa thành xương máu. Hết tập 182